Tập 31. Cẩn thận nóng. Thế nào? Ngon không? Ngon. Muội mà thích ăn, sau này mỗi ngày ta sẽ đứng cho muội. Sau này chúng ta cũng không biết sẽ có cơ hội ngồi cùng nhau như vậy không? Không sao, dù sao hiện giờ được ở cùng nhau, ăn nhiều một chút đi. Quỳnh biết không, đây là món ngon nhất trong đời mà ta được ăn. Không đúng, là món ngon thứ hai. Món ngon thứ hai. Vậy món ngon nhất là gì? Muốn biết không? Ta không nói cho Quỳnh đâu. Không nói cho Quỳnh đâu. Nói cho ta nghe đi mà. Không nói. Số cuộc ngươi làm gì Bích Giao rồi? Quý Dương à, Quý Dương bớt giận. Là Trương Tiểu Phàm đệ tử Thanh Vân lừa gạt sự tín nhiệm của Bích Giao. Tại hạ còn bảo hiểm tính mạng, đoạt lại pháp bảo, đưa vật về với chủ. Xin tông chủ minh giám. Bích Giao thì sao? Bích Giao không sao, nhưng là đi cùng với đệ tử Thanh Vân, không biết đi tới nơi nào. Nếu Vô Diêm có nửa lời dối trá, ta sẽ bị dạng xà cổ của bổn môn cắn đến chết. Nếu như vậy là phải cảm ơn ngươi mang đồ trả về đây rồi. Tông chủ khách sáo rồi. Tại hạ lần này đến còn có lời nhắn với sư môn, mong được cùng ngài kết thành đồng minh. Hiện nay các phái chia sẻ không đoàn kết, đem trả lại Thương Tâm Qua và Thiên Thư chính là thể hiện thành ý muốn liên kết của dạng độc môn. Thương Tâm Qua và Thiên Thư vốn là đồ vật của Quỷ Dương Tông, ngươi mang chúng tới để liên kết với ta sao?
Nếu không phải văn bối đoạt lại từ tay của đệ tử Thanh Vân, thư Tông Hoa và thiên thư lúc này hẳn đã rơi vào tay của Thanh Vân rồi. Trong thành Du Đô, sư phụ đã phán đoán sai lầm, đắc tội với tiểu thư Bích Giao của quý phái, còn bảo tại hạ thay mặt truyền lời, mong tông chủ thứ lỗi. Thương tâm qua có phải ngươi đoạt về hay không, tạm không bàn đến. Nhưng với tính khí của độc thần, lại nói ra được lời xin thứ lỗi sao? Tần Vô Diêm, ngươi ăn nói lung tung có phần hơi quá rồi. Cho dù thế nào, tại hạ thực sự là thành tâm tới để kết giao đồng minh. Tông chủ, hiện nay chúng ta có chung kẻ địch là Thanh Vân Môn. Kiếp nạn năm đó của chúng ta thực sự không thể lặp lại nữa. Nếu đã có lòng thì cứ tạm thời đợi vài ngày để ta xem xét đã. Được rồi, huynh đừng đi theo ta nữa, quay về tìm sư huynh sư tỷ của huynh đi. Nhưng mà thiên thư là đã trộm thương tâm qua đi vậy? Thì sao huynh không quan tâm ta? Huynh đi theo ta như vậy là vì thiên thư sao? Tất nhiên an nguy của muội là quan trọng nhất, nhưng bây giờ chắc chắn muội không sao nữa rồi, vậy nên vẫn phải tìm lại thiên thư. Nếu không tiêu sư huynh về bẩm báo với sư môn, thì ta và Kinh Vũ sẽ bị sư phụ đánh chết cho coi. Đệ tử danh môn chính phái nướng thỏi cho yêu nữ ma giáo ăn, có bị đánh chết cũng đáng đời. Bích Giao, ta đến tìm muội vì có chuyện rất quan trọng, ta muốn cáo biệt mà. Đêm hôm đó muội đã đợi ta suốt đêm có phải không? Kẻ ngốc mới đợi huynh suốt đêm. Ta biết là ta không tốt, nếu ta biết muội đang đợi ta, ta nhất định sẽ đến tìm muội. Bích Giao, ta tìm thư tâm qua giúp muội rồi mới về Thanh Vân có được không? Không cần, thư tâm qua biết nhận chủ, cho dù đối phương lấy đi thì chắc chắn không mở ra được. Nếu thực sự là người có dạng độc môn, dì Úc đã điều tra rồi. Ta thấy hay là huynh quay về núi Hồ Kỳ với ta đi, để cha ta nghĩ cách để ông ấy khắc chế nguy hại của thiên thư với cơ thể của huynh trước. Còn về thiên thư sau này từ từ tìm cũng được. Nhưng ta là đệ tử Thanh Vân, không thể đi. Vậy huynh cứ ở đó chờ chết đi. Huynh không nghe thủ hộ linh nói sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng mất mạng. Ta biết muội muốn tốt cho ta, nhưng cha muội vẫn luôn muốn đặt cuốn thiên thư này. Ta lo là nếu huynh sợ thì thôi. Không phải huynh muốn cáo biệt với ta sao? Được, vậy bây giờ ta chính thức cáo biệt với huynh. Cáo từ. Tiểu huynh đệ đến đây có chuyện gì? Mời ngồi. Ta thấy thân thủ của tiểu huynh đệ không giống với người bình thường trong giang hồ. Xin hỏi quý tính, đại danh? Tại hạ là Trương Tiểu Phàm, đệ tử Thanh Vân Môn. Không biết quý tính, đại danh của ngài? Ta họ Dạng, tự Nhân Dạng. Dạng Nhân Dạng. Thanh Vân là môn phái lớn nhất trong thiên hạ, nhân tài vô kể.
đạo pháp tinh thâm, được người đời ngưỡng mộ. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã vào được danh môn, tiền đồ trong tương lai thật khó lường được. Tiên sinh quá khen rồi, đệ tử Thanh Vân quả hổ tàng long. Quả thật tôi chỉ là một thanh gỗ mục, không phải người hữu dụng. Tiểu huynh đệ khiêm tốn quá rồi. Tiên sinh mang dáng vẻ các bụi dặm trường, không biết ngài định đi đâu? Trời đất rộng lớn, mênh mông bát ngát, ngao du thế gian, núi rộng sông dài, đi theo ý mình, xa rời hồng trần, tự do tự tại, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiểu huynh đệ đã là đệ tử Thanh Vân môn, tại hạ có một thỉnh cầu, không biết tiểu huynh đệ có thể đáp ứng hay không? Tiên sinh cứ nói. Từ bé tại hạ đã ngưỡng mộ những cao nhân tu chân như các hạ đây, chỉ tiếc cơ duyên không đủ, không được nhập môn. Hơn nữa tại hạ rất ngưỡng mộ những tiên gia ngự pháp bảo bay trên chín tầng trời như huynh đệ, quả thật là bông cầu trong mơ. Mấy chục năm nay không ngày nào ta không khao khát được ngắm bảo vật của tiên gia. Không biết có thể cho ta mượn ngắm nhìn bảo vật mà tiểu huynh đệ vừa cầm được không? Không phải là ta không muốn cho tiên sinh xem, Chỉ là pháp bảo của ta quả thật không thể đem ra trước mặt được. Bảo vật tiên gia sao có thể nói rằng không thể đem ra trước mặt được? Đừng nói là tiên sinh, ngay đến cả đồng môn cũng thường cười nhạo ta. Lạ thật, trước mặt người vốn không quen biết này, tại sao cái gì ta cũng bằng lòng với ông ấy vậy? Tiên sinh, có chỗ nào không đúng sao? Tiểu huynh đệ, bởi vì ta khá hứng thú với đạo của tiên gia nên đã đọc rất nhiều sách. Có một chuyện ta muốn thỉnh giáo tiểu huynh đệ. Tiên sinh cứ nói. Món bảo vật này có phải đã chứa bá quyết của các hạ hay không? Chính là hai món đồ hợp lại thành một. Cậu có biết viên ngọc bên trên này là thánh vật của ma giáo không? Ông nói gì? Viên ngọc này là di vật của Hắc Tâm lão nhân, tổ sư của ma giáo 800 năm trước, tên là Phệ Quyết Châu. Ngươi có biết lai lịch của viên ngọc châu này không? Không biết ngươi có nguyện ý muốn nghe lai lịch của cây đoạn mỏng đen này không? Xin tiên sinh chỉ giáo. Cây đoạn mỏng đen này sát khí cực mạnh, ánh sáng đen tập trung ở bên trong, con người nếu gần đó đội trong ba trượng thì khí huyết sẽ bị ép chảy ngược vào tim mà chết. Không giấu gì ông, lần đầu tiên ta gặp nó,
từ xa đã cảm thấy cơ thể nặng trịch, khó chịu muốn nôn, gần như là ngất lịm đi. Chuyện này thật kỳ lạ. Tại sao ngươi lại không chết? Tại sao phải chết? Cây đoạn bổng đen này vốn trời sinh là một vật đại hung sát, tên gọi là nhiếp hồn. Sách cổ có ghi chép, từ lúc sinh ra là một miếng thiết đen, ngàn năm mới có thể thành hình, bị lửa âm ti thiêu đốt âm linh và lễ phách mà luyện thành. Ngàn năm nung đỏ, ngàn năm thành hình, ngàn năm tập hợp sức mạnh của quỷ lệ, ngàn năm mới tạo thành năng lực nhiếp hồn. Thực ra vũ khí hung sát như vậy hàng ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, chỉ gặp trong sách cổ, ngẫu nhiên có ghi chép mà thôi. Tiểu huynh đệ, quả thật là có duyên phúc, lại có thể có được những hai vật chí bảo trên thế gian. Tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Ta thân là đệ tử của Thanh Vân, sao lại có những thứ tà vật này? Tà vật? Ngươi cho rằng cái gì là tà vật? Có bao nhiêu là sinh linh đã chết với cây côn này? Chẳng lẽ còn không phải tà vật sao? Giết nhiều người thì sẽ là tà vật sao? Đúng vậy, sư tử và dê núi, mãnh hổ và thỏ, bọn chúng vẫn đang giết hại vô số. Chẳng lẽ chúng cũng là tà vật sao? Phải, chính đạo tà đạo trong mắt ngươi chắc đều chỉ là con người. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc là biết Thanh Vân của các ngươi có một bảo vật nổi danh khắp thiên hạ, vang dội cổ kim, Chu Tiên cổ kiếm chứ. Làm sao ông biết được Chu Tiên kiếm? Ta đương nhiên biết. Chu Tiên kiếm ngàn năm trước, trong trận đại chiến chính tà, đã giết hại bao nhiêu sinh linh, tiêu diệt bao nhiêu mạng người. Nói đến thiên hạ ngày nay, trong số các bảo vật thế gian, thứ thực sự giết người nhiều nhất, sát khí nặng nhất, không có gì sánh được với Chu Tiên cổ kiếm được xem như các ngươi xem là thần minh. Ông suốt cuộc là ai? Ta chính là Dạng Nhân Giảng, một tên phàm phu tục tử ngao du thiên hạ mà thôi. Một người phàm phu tục tử làm sao có biết nhiều được như vậy? Ngươi là yêu nhân ma giáo? Trong lòng của ngươi phân rõ chính tà quan trọng đến vậy sao? Nếu đã như vậy, sao ngươi còn sử dụng thứ tà vật của ma giáo trong tay ngươi chứ? Tuy rằng nó là tà vật, nhưng ta dùng nó để diệt yêu trừ ma, đó chính là chính đạo. Ta không thẹn với lòng, cũng giống như Chu Tiên kiếm của bọn ta vậy. Ngươi có thể nghĩ đến mức này, thật sự hiếm thấy. Hiếm thấy, chỉ với tâm tư này của ngươi đã vượt qua bất cứ kẻ nào trong Thanh Vân môn của các ngươi. À không, là vượt qua đa số người trên thế gian này. Suốt cuộc ông là ai? Cha, đừng nói nữa, chúng ta đi. Cha, sao cha đột nhiên đến đây? Thư tâm qua cũng để người ta cướp mất, cha có thể không đến sao? Sao ở trong tay cha vậy? Chuyện này con không cần quản, con chỉ cần theo cha về núi Hồ Kỳ, ta sẽ trả nó lại cho con.
Con không về với cha đâu, con còn có việc phải làm. Người nói đi là con, bây giờ lại không về. Số của con muốn thế nào? Con có thể cho cha một câu trả lời chính xác không? Cha Bích Giao, lần này con xuống núi lâu như vậy, lẽ nào không nhớ cha chút nào sao? Nếu cha không đến tìm con, thì lúc nào con mới cho cha gặp con? Con cũng muốn gặp cha mà. Cha còn tưởng con đã lớn rồi nên quên mất cha rồi. Con đâu có. Còn chẳng phải vì Trương Tiểu Phàm huynh ấy. Trương Tiểu Phàm. Nhưng tính cách tên tiểu tử này quật cường, lại có vài phần ngày trước giống ta, cũng tâm trí kiên định. Cha, nếu người tán sự huynh ấy như vậy, trong tay huynh ấy lại có pháp bảo của tổng đà chúng ta, nghĩ sao cha không dứt khoát bắt huynh ấy về? Bắt về để nướng thịt ăn sao? Hay là bắt về để làm con rể của ta? Cha, con không phải ý đó. Con là muốn nói, con muốn nói là thiêu quả côn trong tay huynh ấy. Phệ Quyết Châu và Diếp Hồn đã bị dung hòa với máu huyết của hắn, trở thành vật quyết luyện rồi. Bảo vật đó hiện tại ngoài hắn ra thì không ai có thể khống chế. Dù chúng ta có cướp nó đi cũng không sử dụng được nữa. Thảo nào, con cảm thấy cây thiên quả côn đó có chút cổ quái. Bích Giao, tâm tư của con lẽ nào cha còn không rõ sao? Nhưng dù là như vậy, với tính cách quật cường của hắn, nếu muốn ép hắn gia nhập ma giáo ta cũng là việc vô cùng khó khăn. Con hiểu không? Chuyện này vốn dĩ là không thể. Bích Giao, niệm tình hắn tháo gỡ được khúc mắc nhiều năm của con, hơn nữa là nhiều lần cứu con từ trong nguy nan. Chỉ cần có cơ hội, cha nhất định sẽ trả ơn tình này cho hắn. Cha nói thật sao? Lời cha nói trước đây nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà việc này phải còn xem hắn có đến núi Hồ Kỳ tìm con không. Cha sẽ tùy tình hình mà xử lý. Giết nhiều người thì là tà vật sao? Đúng vậy. Sư tử dê núi, mãnh hổ, con thỏ, bọn chúng cũng giết hại vô số, lẽ nào cũng là tà vật sao? Chu Tiên Kiếm ngàn năm trước, trong lúc chúng tà đại chiến đã tàn sát bao nhiêu sinh linh, hủy diệt biết bao nhiêu sinh mạng. Theo như nói, đến ngày nay bảo vật thế gian thực sự giết nhiều người nhất, sát khí nặng nhất, không gì có thể vượt qua Chu Tiên Cổ Kiếm đã được Thanh Vân các người xem là thần minh. Trong lòng của ngươi, phân biệt thiện ác quan trọng như vậy sao? Cái gì là chính? Cái gì lại là ta? Con người sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì? Ta thấy, hay là huynh cùng ta quay về núi Hồ Kỳ trước, còn về thiên thư bị đánh cắp, từ từ kiếm cũng được. Ta vẫn là nên giúp muội tìm thư tâm qua trước đi, sau đó quay về Thanh Vân môn vậy.
Cha, cha sẽ không tầm thường giống như Hắc Tâm lão nhân. Thiên thư là mật thuật trượng cổ. Cho đến ngày hôm nay, không có bao nhiêu người đủ khả năng luyện thành công. Cha sẽ không thử bừa đâu. Yên tâm đi. Vậy thương tâm hoa này là từ đâu mà cha có được? Ai cướp đi thương tâm hoa của con thì là người đó đích thân mang tới núi Hồ Kỳ. Tần Vô Diêm, thì ra là hắn. Hắn còn dám đến núi Hồ Kỳ. Bây giờ Tần Vô Diêm là đại diện cho Vạn Độc Môn đến để kết đồng minh, để mặt độc thần, nên tạm thời tha hắn một mạng. Hơn nữa, cha còn có chỗ cần sử dụng hắn. Hắn cứ đối đầu với chúng ta suốt, cha còn dám dùng hắn. Bích Giao, không có bằng hữu Vĩnh Viễn, cũng không có kẻ địch Vĩnh Viễn đâu. Không lẽ ngay cả cha con cũng không tin? Tông chủ, Quỷ Tiên Sinh đến rồi. Ông ấy nói có việc quan trọng muốn cầu kiến. Cha, là Tiểu Phàm sao? Không ngờ vết thương do người trong Ma giáo gây ra lại ngày càng nghiêm trọng, ngay cả dẫn công dùng lực cũng... Hay là để đệ giúp sư huynh dẫn công trị thương? Được. Trong tay Trương Tiểu Phàm đó không chỉ có pháp bảo cực mạnh ngàn năm khó gặp, hơn nữa lần trước lúc ta bắt mạch cho hắn còn bất ngờ phát hiện, không ngờ trong người hắn có Thanh Vân và Thiên Âm công pháp của hai môn phái. Công pháp Thiên Âm, Thanh Vân khác nhau, hắn từ đâu học được chứ? Cũng có thể là do cơ duyên trùng hợp. Nhưng điều hiếm thấy là hắn lại khiến công pháp hai môn phái đó dung hòa thành một thể, tự do vận dụng. Tên nhóc này đúng là đại tài. Tương lai chưa chắc chỉ là vật trong ao. Nhân tài như vậy, nếu như tông chủ có thể thu nhận hắn làm môn hạ, đối với bá nghiệp của tông chủ nhất định có trợ giúp rất lớn. Thực ra là như vậy. Nhưng tiếc là với bản tính của hắn, từ nhỏ là ở Thanh Vân trưởng thành, sớm đã ghét cay ghét đắng chúng ta. Nếu muốn thuần phục hắn e là không dễ. Phải quyết châu và giết hồn là thiên hạ đại hung chi bảo. Tuy rằng hiện giờ bị hắn vô tình luyện thành quyết luyện pháp bảo, sát khí bên trong không lộ ra ngoài, nhưng mà một vật hung tàn như vậy mang theo bên người không thể không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, tên nhóc này tu hành chưa sâu, lại cả những ngày ở gần những vật đại hung này ngày một lâu hơn, sẽ bị tà khí trong pháp bảo xâm nhập, tính cách sẽ thay đổi hoàn toàn, ham chém giết khát máu. Đến lúc đó, chính đạo làm sao có thể chấp nhận hắn? Ta vốn không phải xem trọng công phu của tiểu tử này, mà là vì hắn và Bích Giao đã mấy lần vào sinh ra tử. Ta thấy hắn là một người trọng tình, tính cách một người muốn thay đổi dù nói là không dễ dàng gì, nhưng cứ thử nghĩ cách cũng không phải là hoàn toàn không thể. Đáng tiếc rồi, nếu như có thể gặp hắn sớm hơn, đã có thể sử dụng vào việc khác. Ý của tiên sinh là dùng hắn thay tiêu vật tài. Máu linh thú đã sử dụng rồi, giờ muốn đổi một cơ thể gửi gắm thì đã không còn kịp nữa. Hơn nữa để tiêu vật tài làm lưu đỉnh, bây giờ không biết đã bị máu thần thú ăn mòn chưa, thì còn phải đợi quan sát. Con người tiêu vật tài và Trương Tiểu Phàm trái ngược nhau, giả tâm hắn quá lớn, chỉ sợ có ngày không thể khống chế. Tông chủ lo lắng quá rồi. Nếu như hắn muốn tạo phản, ngay cả khi chúng ta không ra tay, Thanh Vân cũng sẽ không tha cho hắn. Thank you.
Kinh Vũ à, không sao chứ? Không sao. Trong định thải sơn trang đệ đã bị thương, đừng cố nữa. Ta đi tìm chút gì đó cho đệ ăn. Đa tạ sư huynh. Uống máu thần thú vào, ngươi sẽ có được sức mạnh cực to lớn. Nhưng mà ngươi phải vì nó chịu bỏ ra cái giá tương ứng. Mỗi khi trăng tròn, ngươi sẽ tạm thời biến thân thành quái vật khát máu, và ngươi chiếm dụng được máu tươi của ngươi cũng dần dần bị thú quá. Ta không thể để bất cứ sự uy hiếp nào tồn tại. Ta không thể thất bại, không thể để sư môn ruồng bỏ. Kinh Vũ, xin lỗi đệ. Ta đã sắc một chén thuốc giúp điều tiết hơi thở và kinh mạch. Nội thương mới khỏi, không thể tự tiện vận động. Ta thấy sức lực của đệ cũng suy yếu, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Mau, uống thuốc đi. Sư huynh à, huynh uống đi. Huynh cũng bị thương nặng, đệ vẫn có thể gắng gượng được. Huynh đệ với nhau, sao phải khách sáo như vậy? Như vậy đi, sư huynh uống một nửa, đệ uống một nửa. Đa tạ sư huynh. Ta sẽ bắt được đệ. Đến đây, đuổi theo đệ đi. Mau, quên đuổi theo không kịp, đồ ngốc. Đến đây, đệ đứng lại. Trương Tiểu Phàm, đệ đứng lại. Có giỏi thì đừng chạy, đuổi theo ta đi. Đồ ngốc này, đứng lại. Bắt được đệ rồi. Quên không bắt được đệ. Đồ ngốc, lại đây. Đến đây nào, đến đây. Không bắt được đệ đâu. Tiểu Phàm, Kinh Vũ, huynh trưởng thành rồi. Kinh Vũ, đây chính là thôn Thảo Miếu.
đây chính là quê hương của đệ và Tiểu Phàm. Thật không ngờ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Thật ra hung thủ có lẽ là yêu nhân của Luyện Quyết Đường. Nếu đệ đã báo được thù rồi nên cho qua, thì hãy để nó qua đi. Thật ra hung thủ là ai vẫn luôn không có chứng cứ xác thực, nhưng lẽ trời sáng tỏ, tin là mọi chân tướng đều sẽ tra rõ ngọn nguồn thôi. Thư tín của Tiêu Dật Tài sư điệt đã gửi đến Thông Thiên Phong rồi. Sư điệt và Kinh Vũ hôm nay sẽ trở về, nhưng Tiểu Phàm vẫn không có tin tức. Ta nghĩ chắc là lão thất tham chơi. Dưới núi là thế gian nhộn nhịp, lẽ nào nó nói về thì có thể về sao? Phu nhân yên tâm, để nó về đây nhất định sẽ lại cho nó một trận. Quên xem nó giống bọn lão Lục sao? Tiểu Phàm trước nay thật thà, không hiểu được mấy chiêu trò thủ đoạn trộm cướp. Nếu huynh bảo nó quay về, nó tuyệt đối không dám chậm trễ. Muội lo là có phải nó lại rơi vào bẫy gì đó của ma giáo hay không? Trong thư Tiêu Dật Tài còn nói nó cấu kết với Quỷ Dương Tông. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão thất là người thế nào ta còn không rõ sao? Quỷ Dương Tông lừa nó để làm gì chứ? Nấu canh uống sao? Chắc chắn là bọn Tiêu Dật Tài đố kỵ với Đại Trúc Phong chúng ta nên bắn tiễn sau lưng người. Phẩm chất đạo đức, xem tính khí của huynh kìa. Nói một hồi là sốt ruột cả lên. Mau uống trà đi. Quên xem nhà ta là dạng độc môn sao? Tùy tiện thay bộ y phục là muốn trà trộn vào. Nếu không phải cha ta sớm lệnh cho đệ tử trên núi đón huynh, e là kết giới ở dưới núi cũng không qua được. Tìm được Thư Tâm Hoa rồi sao? Vậy thì tốt. Vậy ta đi đây. Quá sao huynh mạo hiểm tính mạng lên núi Hồ Kỳ là vì cái này sao? Đến thì cũng đến rồi, uống ly trà rồi hãy đi. Được. Muội đưa thiên thư bên trong Thư Tâm Hoa cho cha muội rồi à? Đúng vậy, ông ấy là cha của ta mà. Hơn nữa cha đã hứa với ta, đợi sau khi huynh đến sẽ giúp huynh lấy thiên thư ở trong người ra. Không được, ta không thể cho ông ấy thêm một cuốn thiên thư nữa. Huynh không lấy thiên thư ra, sau khi trở về mà bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi sư môn.